tay con gái chưa? Chưa có người yêu trong nắm tay anh. Mời bạn nam. Chào anh. Chào anh. Mời bạn nữ. Thôi, bây giờ mình giới thiệu luôn cho sớm tụ anh. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Rồi, em tên là Châu, 36 tuổi. Anh quê đâu? Em ở thành phố Hồ Chí Minh luôn, ở huyện Cần Giờ. Hiện tại là em làm nhân viên bán hàng. Bán gì anh? À, dây cáp, dây xích, tời, neo. Bán cái gì? Dây cáp, dây xích, tất cả loại dây. À. Dây thun nữa. Dạ không có bán anh. Có, lâu lâu mình cũng chưa thầy giờ dây thun đó. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. À, dạ em xin giới thiệu, em tên là Dương Thị Thanh Thường, em năm nay 30 tuổi, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê em ở Đồng Nai. Em đang làm nhân viên văn phòng, em phụ trách về mảng hành chính và quản trị trang web của công ty. Giới thiệu về bản thân mình luôn, những cái điểm mạnh và điểm yếu của mình. Dạ điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, dễ thích nghi với môi trường. Điểm yếu của em là nóng tính và khó tính. Khó tính hả? Dạ. Trời ơi. Gái mà khó tính, nóng tính là cũng mệt lắm rồi nha. Nhìn dễ thương nhưng mà khó mà còn nóng nữa. Mình có bao nhiêu mối tình rồi em? Em có một mối tình kéo dài khoảng 6 năm. Mà sao chia tay? Là do anh muốn em có một cái lựa chọn tốt hơn. Muốn sợ không đem lại hạnh phúc cho em. Anh nào mà tốt dữ vậy? Anh không dám tới. Không có tới sao, sao không cho đi sớm đi, quen người ta tới 6 năm rồi mới không dám. Này em không biết nữa. Biện minh. Bây giờ chia tay chưa? Dạ chia tay rồi. Mà tại sao chia tay? Nó phải có cái lý do gì chứ, tự nhiên chờ đợi cái gì mà chờ tới 6 năm. Em nói rõ chút xíu cái mối quan hệ. Dạ em quen qua mạng, cũng chưa gặp mặt nhau luôn. Cái gì? Chưa gặp mặt. Ủa là sao? Là 6 năm chưa gặp mặt. Dạ đúng rồi. Vậy cũng gọi là mối tình nữa hả? Mọi người ai cũng nói chứ đó không phải là một mối tình. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết là đó có phải là mối tình hay không. Có thấy mặt nhau không? Có thấy mặt. Anh ở nơi đâu? Anh làm việc ở Vũng Tàu. Tại sao từ Vũng Tàu lên đây có 2 tiếng đồng hồ mà không bao giờ lên gặp mặt tại nhau? Tại vì anh công việc anh bận rộn lắm. Hay là không có vợ có con rồi? Em nghĩ là chưa. Hay là anh bị gì? Chắc anh không đi được. Anh bị gì không? Không. Rồi tại sao em không xuống dưới đó em thăm ảnh mà phải ngồi trên Sài Gòn chờ 6 năm mà không đi tới tìm hiểu? Em cũng hay Vũng Tàu lắm. Rồi em có hẹn gặp nhưng ảnh lại bận. Trốn rồi, chắc. Mọi người nghe câu chuyện thì chết thôi. Bạn trai, bạn trai nghe câu chuyện tình 6 năm trên mạng, bạn thấy cảm giác như thế nào? Chung em thì từ đó giờ em chưa có quen ai, cho nên em cũng chả biết cái mối tình trên mạng như thế nào. Vậy? Là ba mấy tuổi chưa quen ai luôn. Dạ. Tại nói chung là muốn mang tính chất công việc á anh. Hai người lạ quá. Không chừng ông này ông Vũng Tàu à. Dạ, không có đâu anh. Em ở thành phố mà. Kỳ lạ đó. Anh ơi sao kỳ vậy? Anh coi lại giới tính mình rồi anh. À, em trưởng man anh. Nắm tay con gái chưa? Chưa có người yêu sao nắm tay anh? Ủa chưa nắm lúc nào đúng không anh? Đúng rồi em ơi, anh chưa nắm tay luôn. Em á thì sáng em đi làm, chiều 6 giờ tối mới về. Về ở nhà thì em ở với mẹ thôi, nói cơm nước xong rồi xem tivi rồi ngủ. Hai mẹ con thôi. Dạ. Bây giờ bạn muốn tìm người bạn trai thật như thế nào? Đầu tiên là phải men. Thứ hai là có công việc tốt, có khả năng chăm lo cho gia đình. Men là sao? Tức là phải là đàn ông á. Sao biết đàn ông? Bên đó chưa có bạn gái lần nào. Eo ẻo. Em nghi ngờ quá anh ơi. Nhiều người nghi ngờ. Cái đó về từ từ em sẽ hiểu. Em biết thôi. Có cái mẫu hình lý tưởng giống ai không? Dạ em thích anh diễn viên Lương Thế Thành á. Em muốn tìm người bạn trai giống giống vậy á. Anh này Lương Thế Người được không? Trời sao tôi hoang mang với cái cặp này quá à. Men không? Dạ men. Sao anh biết? Trời em phải biết chứ. Tại vì chưa nắm tay gái rồi chưa hung hít gì hết là biết. Tại vì em chưa có người yêu thôi. Có người yêu là em làm tới luôn á chứ. Làm tới luôn? Dạ. Chút xíu nữa làm tới thử nha. Được. Phải làm sao cho chứng minh anh men. Em thích đất đi. Thích đất hả? Rồi. Mấy cái? 20 cái. Rồi mời anh. Rồi. 19
Không, khỏe lắm anh, hơi thở ổn định. 21 nữa hả? Coi chừng cắm đầu dưới à. Bonus thêm 5 cái được không quý vị? Rồi, men ha, khỏe ha. Khỏe rù. Đây, em nói là men mà. Bây giờ muốn lấy vợ chưa? Dạ muốn, giờ mới đến đây chị. Có chuẩn bị gì để lấy vợ chưa? Nói chung nhà thì có căn nhà nhỏ nhỏ ở Cần Giờ. Còn mà tiền cưới thì cũng có chút đỉnh chị. Ừ, à, về là ở với mẹ luôn đó ha. Dạ đúng rồi. Mai mốt về có phụ vợ làm việc nhà không? Trời, chuyện đó là vô tư rồi chị. Em việc nhà em làm láng hết. Vậy ha. Dạ. Vậy là chắc ổn rồi, có sức khỏe bên này chỉ cần có sức khỏe thôi. Sao hồi anh nói vậy em thấy? Để qua xem đàn gái thế nào ha, anh trai ha. Ô, chào em. Dạ, chào anh. À, thật sự anh nghe câu chuyện tình của em anh cũng hoang mang lắm. Hoang mang nãy giờ. Anh đã nghe hàng ngàn câu chuyện tình rồi. Một lý do nào mà tại sao em chờ đợi 6 năm em vẫn không gặp ảnh mà em vẫn chờ đợi là sao? Tại em có niềm tin đó anh. Ừ, cũng chỉ nói chuyện trên mạng thôi đúng không? Dạ. Lạ thiệt. Một người phụ nữ đầu tiên mà tôi thấy có một niềm tin rơi vào một khoảng không gian mênh mông bao la bát ngát 6 năm. Anh bên đây thực chất là một người anh nghĩ rằng rất là chân tình, chân thành, sống thật với mình lắm đó. Muốn chồng dữ chưa? Nói chung là cũng muốn. Không muốn không? Anh kia cũng muốn vợ lắm rồi. Về Cần Giờ ở được không? Dạ được. Cần Giờ giờ chuẩn bị xây cầu rồi, đừng có lo nữa. Cô gái bên đây anh nghĩ rằng là người phụ nữ tốt với em. Hôm nay em đi có ai theo ủng hộ không? Dạ em người đi thân với đi. Hai em và bạn. Em ruột chị. Dạ em ruột của em. À, nhìn giống ha. Rồi, chào em. Dạ em chào chị. Rồi em nhận xét thấy anh bên đó là sao? Em thấy anh cũng được. Khỏe không? Khỏe. Cũng vui tính. Hai anh chị lên đây là có duyên rồi, nên cho nhau cơ hội. Ở nhà có ba mẹ có hối thúc lấy chị lấy chồng chưa em? Dạ có ạ, nhưng mà không chịu. Không chịu? Dạ. Anh trai đi với ai? Dạ em có đi mẹ với mẹ chị. Chào Huyền Linh. Dạ chào cô, chào bác. Chào cô, cô gì quên nhỉ? Dạ Cát Tường. À cô Cát Tường. Dạ. Với chào quý vị khán giả ở đây. À, tôi năm nay thì cũng đã mấy tuổi rồi. Dạ. Nhưng tôi cũng muốn đi kiếm một con dâu. Con trai tôi thì tôi đã ủy quyền cho nó xong hết. Nhà cửa, tài sản. Dạ. Có đủ. Hãy con tôi ưng ở đâu thì tôi chịu đó. Dạ. Nhưng mà giờ bác thấy cô gái này như thế nào bác? Dạ con chào bác. Thấy cổ á cũng được. Hai đứa con mà ý hợp tâm đầu thì về làm gia làm dâu, cũng không có làm dâu gì nhà tôi đâu. Nó út hết rồi. Đây là người chị thứ năm. Dạ. Tại đi theo để bảo vệ cho tôi đó chứ. Tôi hai là mệt dữ lắm. À dạ. Chị muốn có con dâu nữa sau này mà tôi có mất á thì có đâu có bạn để sống với nhau. Dạ. Vậy đó. Tôi không có khó khăn gì hết cô Cát Tường ơi. Dạ dạ. Với Huyền Linh. Dạ. Bữa nay tôi mới thấy là cô với chú là tôi nói tao ước ao làm sao mà cho tao gặp cái mặt Huyền Linh, có nó làm dễ thương quá. Dạ. Cảm ơn bác nhiều. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân rồi. Quan trọng là hai bạn gặp nhau thôi. Nào kéo màn lên. Anh có món quà tặng. Nãy giờ nói chuyện anh thấy em sao? Thì nói chung em cũng xinh, cái chuyện dễ thương. Nhưng mà qua mà mối tình mà qua mạng á, 6 năm mà chưa gặp mặt á, anh nghe thì nó cũng hơi ngạc nhiên. Thôi bỏ chuyện qua đó qua bên, mình nói chuyện mới đi. Em cảm nhận ảnh thế nào? Em thấy anh cũng hiền, thật thà. Gì nữa thì em chưa dám đánh giá. Rồi mình quan niệm thế nào về hôn nhân gia đình? Phải yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. À anh cũng nghĩ vậy. Em nãy nó ở Đồng Nai đúng không? Dạ đúng rồi. Em ở huyện nào? Em ở huyện Tân Phú, cuối Đồng Nai đúng không anh? Tân Phú. À, không sao nếu mà nói chung mà thích nhau, có tình cảm với nhau thì cái quãng đường á nó không có là vấn đề gì cả. Hồi nãy em anh thấy giới thiệu công việc mà em chưa có rõ công việc của anh. À, công việc của anh á là bên ngành cấp vật tư hàng hải. Tàu á là người ta cần nghề dây cáp để mà cho vào cái đường cầu. Tức là anh cung hàng. Cấp cho người ta. Đúng rồi, anh cung cấp hoặc là mua lại. À, theo như em á thì mình có thể là chừng nào tiến tới hôn nhân được. Bây giờ bạn trai mình phải chủ động. Bây giờ mình phải tỏ tình hoặc là mình phải nói cái cảm xúc của mình như thế nào đó hiện tại để bạn gái thuyết phục bạn gái đồng ý hẹn hò với mình. Cho anh mượn cái bàn tay. Đến đây á là anh đợi rất lâu, hơn 8 tháng. Thường thường ngày anh không mặc được đẹp như vậy đâu, giàu nhớ không à. Thì đến đây á anh muốn gặp em là anh đã thích. Thì nói chung á mình hãy cho nhau một cơ hội tìm hiểu, nếu mà được thì mình sẽ tiến tới hôn nhân.
Bây giờ anh để tay vào nút bấm đi. Rồi, chuẩn bị. Vô ghép chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3 Anh nắm tay anh nè. Hùng cái đi. Nào, hùng lâu lâu nha. Thấy thế nào em? Dạ, cũng vui vui. Nếu mà sau này tôi có được con dâu, dạ, thì tôi cảm ơn Quyền Linh, dạ, với Cát Tường. Tôi cũng mời hai cô chú uống rượu với... uống rượu luôn. Uống rượu với cô với Linh, Bắc Năm luôn. Dạ, dạ, cảm ơn Bắc, dạ, Năm. Chúc Bắc Năm thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Chúc các bạn sẽ có những buổi xem phim để hiểu về nhau hơn. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relate. Người thật việc thật nha, và tiến tới hôn nhân nha em. Rồi, chúc hai em hạnh phúc. À, chúng ta vừa kết thúc cặp đôi đầu tiên. Và Quỳ Linh cùng Cát Tường có thay đổi semi thưa quý vị. Cho nó long trọng và đặc biệt. Đúng bởi rồi. Vì hôm nay là một cái ngày, một cái số quay mà rất là đặc biệt. Bởi vì có là... thông tin đặc biệt. Đúng rồi. Chắc quý vị cũng theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Quý vị nhớ một cái cặp đôi mà Văn Thoại và Anh Kiều không? Văn Thoại và Anh Kiều. Ừ. Cặp đôi thứ hai là gì? Cặp đôi thứ hai là Đình Dũng và Hải Âu. Chuẩn bị. Cho nắm tay đó. Thời gian. Chúc mừng hai bạn. Hai cặp đôi đó ngày hôm nay đã quay trở lại với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò và trả lễ cho ông Mai bà mối cũng như là chương trình. Hai cặp đôi này sẽ có thông tin gì? Mời quý vị cùng theo dõi. Xin mời. Cặp đôi Văn Thoại, Oanh Kiều, Đình Dũng và Hải Âu. Đây là hai cặp đôi đến đây tôi thấy có trả lễ để xem chuyện gì đã xảy ra thưa quý vị. Oanh Kiều và Văn Thoại, mời hai bạn phát biểu trước. Dạ, cũng nhờ chương trình đã tụi em đã trở nên vợ chồng thì hôm nay thì tụi em đến đây cũng không có gì hơn thì cũng có một chút quà nho nhỏ để gửi cho ông Mai bà mối và để cảm ơn Mai bà mối và cảm ơn chương trình đã giúp chúng em được như ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi về chương trình này. Cảm ơn anh chị. Và tôi rất là vui khi mà hai bạn thành đôi, sau đó phát triển kinh tế gia đình nữa là tốt rồi. Chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công hơn nữa trong cuộc sống nha. Chừng nào có thông tin có em bé báo chúng tôi nha. Có báo liền chứ. Báo liền nha. Bên đây nè, bên đây nè. Đình Dũng và Hải Âu nè. À, chào hai bạn. Vâng, em rất vui hôm nay được quay trở lại với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thì trước hết là em có món quà muốn đến gửi anh Quyền Linh, chị Cát Tường, hai ông bà mối đã giúp bọn em trở thành một gia đình. Yeah. Đấy, bọn em thì cũng được cái là ông trời thương khi thành đôi xong thì bọn em cũng được có chuẩn bị có em bé. Nghĩa là tuổi của em với vợ em là Quý Dậu, là gà, thì năm nay bọn em chắc cũng có thêm con gà nữa. Quá xuất sắc. Và... bây giờ được mấy tháng rồi em? Dạ, và em cũng được gần 2 tháng rồi. Rồi, chúc mừng hai vợ chồng nha. Sẽ sanh ra một đứa con thật là kháu khỉnh, thật là dễ thương, đẹp giống như ba, giống như mẹ. Và chúc cho kinh tế của hai vợ chồng ngày càng phát triển để mà có thể chăm sóc tốt cho những đứa con của mình. Chúc cho Văn Thoại, Oanh Kiều, Đình Dũng và Hải Âu trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc. Rồi, cảm ơn hai vợ chồng, rất là nhiều. Rồi, cảm ơn các bạn. Hy vọng rằng các cặp đôi tiếp theo cũng sẽ đồng ý hẹn hò. Rồi tới chừng thông báo chúng tôi điều này nữa, tôi vui nữa quý vị. Thưa quý vị, những bạn nào mà còn đang trong tình trạng ê sắc ế thì hãy nhìn những cặp đôi mà đã đến quay trở lại báo tin vui cho chúng tôi. Các bạn hãy mạnh dạn đăng ký tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Và nhân tiện đây thì Tường cũng xin chia sẻ luôn là trong một thời gian vừa qua thì Tường cũng có nghe thông tin một cái vài cái thông tin rất là thất thiệt và không đúng. Đó là khi mà tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì phải tốn phí. Thì ngay tại đây, sân khấu của Bạn Muốn Hẹn Hò, các Tường thay mặt cho toàn thể ekip, toàn thể như những người thực hiện chương trình tuyên bố với các bạn là đó là những thông tin hoàn toàn sai sự thật. Và khi đăng ký chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, chúng ta không
phải tốn bất kỳ một chi phí nào. Hãy trong suốt chặng đường từ lúc tham gia cho đến có em bé, không tốn đồng nào cả. Có anh tốn quà nè. Tốn quà lại quả cho ông hai bà mới. Vâng. Đây, như vậy là vui lắm rồi các Tường ơi. Hôm nay phải mai mối thành công một cặp nữa nha. Đúng rồi. Mình sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Xin mời Hạ Màn. Tao con một xíu thì em cũng mong chờ bạn là hơi tròn tròn một xíu, hao hao như anh Quyền Linh nè. Bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ bạn trai đầu tiên đi. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Mời em ngồi. Giới thiệu về mình đi bạn nam, giới thiệu lớn cho bạn nữ bên kia biết nha. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và mấy khán giả. Chào bạn nữ bên kia. Mình tên là Trần Ngọc Mến. Năm nay mình 31 tuổi, hiện đang sống tại quận Bình Tân. Mình đang công tác tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu thương mại Tân Phong mà mình làm phòng kinh doanh. Kinh doanh, quê bạn ở đâu? Dạ, quê gốc em miền Trung. Mời bạn nữ giới thiệu. Em xin tự giới thiệu, em tên Mỹ Trang, 27 tuổi, hiện là nhân viên kinh doanh bên ngành thức ăn chăn nuôi. Quê mình ở đâu? Dạ, quê em ở Đồng Tháp ạ. Hai bạn đều làm kinh doanh hết. Hy vọng rằng kết hợp với nhau mình sẽ phát triển kinh tế gia đình. Mình giới thiệu một chút xíu về bản thân mình đi, điểm mạnh điểm yếu của bạn là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì em có một tí năng khiếu về MC, nhưng hiện tại thì có hơi khớp một xíu. Còn về sở đoản, em là một người hơi lười trong công việc gia đình một xíu, bù lại thì được cái là nấu ăn cũng khá là ổn. Rồi bạn trai, điểm mạnh điểm yếu của bạn là gì? Dạ, điểm mạnh của em là năng động hoạt bát, dễ gần. Điểm yếu của em là khi mình nói hơi nhiều, với lại mình không có chưa kiểm soát hết cái lời nói của mình á, cũng gây nhiều phiền toái. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua hai mối tình rồi. Hai mối tình. Bạn có mấy mối tình rồi? Dạ em đã trải qua hai mối tình, một mối tình thời sinh viên thì kéo dài hơn một năm, và mối tình thứ hai thì nó hơi ngắn ngủi được khoảng 4 tháng. Và tính tới thời điểm này thì em độc thân là được 3 năm. Và ở mối tình thứ ba này thì em có một cái suy nghĩ chín chắn và mong chờ để tiến đến hôn nhân hơn. Mối tình ngày hôm nay tại đây. Dạ đúng rồi ạ. Em nghĩ nếu như mà được thì bao lâu mình sẽ tiến tới hôn nhân được? Dạ tùy theo cái tình cảm của em và bạn cùng nữa hả chị. Thì khi mà tình cảm đủ chín chắn, đủ lớn, mọi thứ ổn hết thì em có thể tiến đến hôn nhân. Em muốn điều gì ở người bạn trai của tương lai của mình, người chồng tương lai của mình? Em mong chờ anh là một người chững chạc và là người của gia đình, biết quan tâm, lo lắng, yêu thương cho gia đình. Còn về ngoại hình là em không có đặt tiêu chí gì hết. Dạ về ngoại hình thì do em cũng hơi to con một xíu, thì em cũng mong chờ bạn là hơi tròn tròn một xíu, hao hao như anh Quyền Linh nè. Vậy bạn trai thì sao? Em có đặt ra tiêu chí tìm người bạn gái như thế nào? Về ngoại hình là cao khoảng 1m6, da trắng, người hơi tròn. Và đặc biệt là tính cách thì điềm đạm, ít nói, biết chăm sóc cho gia đình, yêu thương trẻ con và nấu ăn ngon. Ai cũng thích tròn tròn hết trơn người ta. Dạ. Điều gì bạn không thích ở người bạn gái mình? Cái điều mà em không thích ở người bạn gái là tính hay cằn nhằn, là khó bạn chịu. Không có nhà tới nhà lui đúng không? Không có nhà tới nhà lui. Dạ. Đó, với lại đừng có lạnh lùng quá. Nhưng được anh rồi. Mến cho em hỏi một xíu là anh mong muốn là bạn trắng. Ví dụ như ít trắng một xíu có được không anh? Cũng được em. Em mà không thích điều gì ở người bạn trai? Dạ em không thích bạn nam là hút thuốc. Tại vì em dị ứng với cái mùi thuốc và em cảm thấy là cái mối quan hệ xa hơn, cái khi mình hôn nhau thấy nó kỳ kỳ sao á. Vậy giữ sự tinh khiết cho nụ hôn cho nên không thích người bạn trai hút thuốc. Em có biết hút thuốc không? Dạ em không hút thuốc ạ. Mừng quá, tiếp. Anh ơi, anh có cái tiếng nói của anh có thể là nó to rõ hơn một xíu được không ạ? Nam mà mình phải mạnh mẽ. Nam nó mạnh mẽ lên, to rõ hơn lên. Rồi được rồi, tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy tiếng nói bên đây mạnh mẽ. Hát đi. Tí nữa em gặp bạn nữ thì em sẽ hát. Muốn hát hát trực tiếp. Hát trực tiếp. Rồi. Là lát đứng dậy biểu diễn luôn nha. Dạ. Anh muốn khi nào thì mình có thể tiến tới hôn nhân được? Dạ, nếu được thì khoảng trong tầm 6 tháng đến 1 năm. Wow, anh đã chuẩn bị gì để sẵn sàng cho hôn nhân chưa? Thì em đã chuẩn bị xây nhà thì trong vòng 2 năm tới. Hy vọng là bạn nữ sẽ đồng ý với những điều mà bạn trai chia sẻ là bạn nghe hết rồi đúng không? Để anh xem bên bạn gái thế nào nha. Dạ, chào anh. Bạn trai bên đây anh nghĩ rằng một người thanh niên hiện đại rất là năng động. Dạ. Nhưng mà những người năng động như vậy thì giao tiếp rất là nhiều. Dạ. Em có ghen không? Dạ ghen thì trong mỗi người luôn có và tùy trường hợp em muốn biến ạ. Anh nghĩ rằng được đấy ha. Vấn đề là hai bạn sẽ tìm hiểu tiếp theo thôi. Hôm nay mình có đi với người thân không? Dạ hôm nay em đi với dì và các bạn cùng phòng với em ạ. Dạ chào dì. Dạ. Rất vui được gặp ông Mai bà mối Quyền Linh và Cán Tường và quý vị khán giả trong cái trường quay ngày hôm nay. Tôi là dì của Mỹ Trang. Trong cái buổi giao lưu bạn muốn hẹn hò hôm nay
tôi nhận thấy rằng là có lẽ cháu tôi hôm nay nó cũng gặp may mắn, cho nên là tôi nghĩ đây là một nửa yêu thương của cháu. Hy vọng rằng ở phía bạn trai sớm nhấn nút với lại cháu của tôi, vì tôi thấy hai đứa đều xứng đôi vừa lứa và phù hợp tính cách. Dạ xin hết. Dạ cảm ơn dì. Rồi bên đằng nhà trai, bạn đi với ai? Đi với bạn của em, với em gái và em rể. Rồi em gái đi, xem em gái cảm nhận chị dâu tương lai thế nào. Em cảm nhận chị dâu tương lai là chị dễ thương, vui tính, chắc cũng dễ gần nữa. Em có nói chuyện gì với chị dâu, hỏi gì chị dâu tương lai không? Em cũng chưa có tiếp xúc nhiều nên không có hỏi gì hết. Cảm ơn hai bên. Chúng ta gặp gỡ đi rồi sẽ biết kết quả thế nào nha. Quan trọng là cặp đôi ha, mình tâm sự với nhau. Kéo màn. Chúng ta có 2 phút để trò chuyện với nhau các bạn nha. 2 phút bắt đầu. Mời hai bạn. Em chào anh. Anh cũng không phải nhau. Em cảm ơn anh. Mình hát trước đi anh, rồi mình nói chuyện sau cho nó cảm hứng. Thì nói chung là hát không có hay nhưng mà mình yêu nghệ thuật mà. Dạ. Biểu diễn anh, đứng lên biểu diễn hồi nãy anh nói mà. Anh hứa với em khi mình nên duyên nên nợ thì một lá trâu xanh cũng nên vợ nên chồng. Cao thắm trầu xanh sẽ thêm đượm thêm nồng. Mỗi sáng tinh sương em gánh trầu ra chợ trên con đê dài toàn thoát đôi chân. Em không sợ nắng vàng làm heo lá trầu xanh, mà chỉ sợ người yêu chờ đợi buồn phiền. Dõi mắt kiếm tìm giữa buổi chợ tan, lỡ chuyến hẹn hò tình duyên đôi lứa. Quá ngọt, quá dữ. Bạn gái cảm nhận giọng của bạn trai như thế nào? Đã cái giọng hồi nãy em nó muốn cái giọng lớn men gì đó không? Dạ em thấy là tiếng của anh mới rất là ấm mà. Anh mới cảm nhận về em như thế nào ạ? Có phải là cái gu của anh mong muốn không ạ? Em nhìn trông dễ thương. Em cảm ơn anh. Em được biết công việc của anh Mến là mình bên xuất nhập khẩu đúng không anh ạ? Vậy thì cái việc anh cũng bạn kinh doanh luôn. Dạ cái phần thời gian hay là những cái buổi tiệc tùng của anh thì nó có thường xuyên không ạ? Thì mình làm giờ hành chính, còn những cái buổi tiệc tùng thì đa phần vào ngoài giờ. Cũng có. Nếu vậy anh Mến uống bia rượu nhiều không ạ? Mình uống cũng không nhiều, mà mình biết điểm dừng của mình. Bây giờ chúng ta hãy lắng động lại và nói một điều gì đó với nhau thật là tình cảm để chúng ta quyết định. Em dễ thương và anh đã tìm thấy được nữ của mình ở khám phòng này, thì hy vọng là tình cảm của mình cứ thế mà thăng hoa. Mời bạn nữ. Vâng ạ, em cảm ơn anh Mến. Ngay từ lúc đầu thì tiếng hát giọng cổ của anh thì rất là ấm, là cũng đã đốn tim em phần nào. Thì bản thân em thì trái tim nó cũng hơi lạnh lạnh, bàn tay cũng hơi lạnh lạnh. Thì em mong chờ anh sẽ là một bàn tay ấm tương lai của em. Rất là đẹp. Tay vào nút bấm. Bấm hay không là quyền của các bạn. Suy nghĩ thật kỹ, rất nhiều người đang theo dõi chúng ta. Một, hai, ba. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng hai bạn. Hãy nắm tay thật chặt nào, để xem có sự ấm bằng tay được hay không. Cảm giác như thế nào em? Cảm giác mềm mại, ấm áp. Còn em có thấy ấm hơn chút nào chưa? Chị có ấm. Còn chúc các bạn hạnh phúc nha, phát huy tình yêu này. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox gửi tặng các bạn. 212 lý chiến thắng, nhớ tới đó xem phim nha. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn sẽ sớm báo tin vui gì đó cho chúng tôi. Rồi, ghế đây rồi. Rồi, mời hai bạn mở mặt nạ ra. Xin chào hai bạn. Bây giờ bạn trai sẽ giới thiệu trước. Dạ, em tên Hoàng Anh chị. Đang làm việc là cán bộ công chức Ủy ban nhân dân quận Tân Bình. Em làm bên mảng văn phòng. Quê mình ở đâu? Dạ, ở đây chị, thành phố Hồ Chí Minh, dạ, Tân Bình. Năm nay em bao nhiêu tuổi?
Dạ 30 thì... 30 tuổi. Mời em gái. Dạ em kính chào chương trình cho chị Cát Tường và bạn nam bên cạnh. Em tên là Bích Ngọc, hiện tại em là nhân viên văn phòng của Ủy ban phường quận 5. Ồ, cái quận Tân Bình, cái quận 5. Nói chung là hai bạn cũng đều làm trong cơ quan nhà nước hết. À, chắc đặc thù công việc thì cũng hiểu rồi ha. Dạ. Cười sao cười vậy, có quen không? Hả? Đâu mình hỏi thăm vài câu thử coi rồi biết đâu quen biết sao. Em làm ở quận 5 hả? Dạ. Đôi khi mình có dịp gặp mà mình không biết ha. Dạ, em cũng mới công tác khoảng 1 năm rưỡi rồi ha anh. Anh công tác đó lâu chưa? Dạ, công tác cũng lâu rồi chị. Mình làm là giờ hành chánh hay sao? Công việc của mình dạ, cụ thể là như thế nào? Giờ hành chánh chị. Thứ bảy chủ nhật nghỉ. Dạ đúng rồi. Em thứ bảy thì đôi lúc thì có làm buổi sáng. Ừ. Dạ. Em cũng vậy hay sao? Dạ, em cũng thứ bảy chủ nhật nghỉ, đôi khi có những phong trào hoạt động của cơ quan thì mình tham gia. Ừ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì năng động. Còn điểm yếu của em thì cũng hơi nóng tính, thẳng thắn và cũng khó chịu một chút rồi. Còn em, điểm mạnh điểm yếu dạ, của mình? Điểm mạnh của em thì cũng hòa đồng, vui vẻ, nhiệt tình, thì cũng sôi nổi. Còn nãy giờ tôi chưa thấy sôi nổi gì luôn á. Điểm yếu thì nói chung cuối tuần ngủ hơi trễ xíu. Có tật xấu gì không? Dạ không chị. Dạ không chị. Người không có cái tật xấu nào hết. Không có. Rồi làm văn phòng rồi cuối tuần ngủ dậy trễ rồi làm gì nữa, thức dậy thì làm gì? Nghe nhạc, xem phim hay đi uống cà phê gì đó. Uống cà phê hay uống bia? Có thì tại nhiều lúc ăn nhiều quá hả? Tình trường sao? Trải qua mấy mối tình rồi? Chung cũng một chị hồi học sinh thì cũng có. Gì có một mối tình học sinh thôi? Dạ đúng rồi. Tới giờ luôn không có? À. Thích trai, thích gái? Dạ thích gái chị. Giới tính rõ ràng không? Dạ rõ ràng. Rõ ràng mà sao bao nhiêu năm không có, 30 tuổi mà không có mối tình nào thêm là sao? Thì nhiều lúc như làm văn phòng thì mấy bạn kia nhiều lúc người ta cũng có ý chung nhân hay gì đó, nên là mình thì chỉ giao tiếp chứ mình cũng không có gì. Không có đối tượng mình có thể yêu thầm trộm nhớ ai, có yêu đơn phương ai không trong 10 năm qua? Chắc không theo chị. Chị cũng lo làm cái học cũng không có. Vậy thì cái mối tình mà hồi đi học đó là có mần ăn gì chưa? Dạ, chưa, học trò mà học chị trò. Ngây thơ đó chị biết mà cũng có. Chị hỏi để em trả lời vậy thôi. Nếu vậy thì cuối cùng là có nắm tay, có hôn nhau lần nào chưa? Dạ chắc mấy đó học sinh người ta cũng biết bình thường. Cũng biết bình thường. Có nắm tay gì vậy? Rồi có, rồi bây giờ thí dụ có bạn gái rồi lấy vợ rồi có biết làm gì không? Dạ chắc biết rồi, học. Sao biết được? Học hỏi ai? Thì có gì hỏi chị Cát Tường. Hỏi chị Cát Tường. Hỏi chị sao được? Trời ơi chị phụ nữ sao chị chỉ em được? Phải tự học hỏi, rồi, em phải tự tìm kiếm rồi. Học hỏi ở đâu? Sách vở. Sách vở hay bạn bè gì đó hả? Nhằm khi hỏi vợ luôn á. Em nghe anh chưa có tình trường, chưa có cái mối nào hết trơn, em có ngại gì không? Dạ cũng sợ là tính hơi còn trẻ con. À, tính mình có trẻ con không? Dạ nói chung không chị, bình thường không chị. Chị chỉ sợ là anh không có mãnh liệt với phụ nữ thôi, chứ chị thì cũng không có sợ trẻ con. Không, em không mãnh liệt. Mãnh liệt không? Dạ, có. Có mãnh thôi mà chưa liệt. Rồi tình trường em sao? Dạ em cũng có hai mối tình. Một mối tình cũng được 2 năm, cách đây 7 năm. Và một mối tình đơn phương thôi. Hiện tại thì em mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Nói chung hiền, đẹp, dễ thương. Trời ơi, hiền, đẹp, dễ thương, đủ hết trơn luôn. Ngoại hình sao nè? Chỉ nhìn đẹp được rồi. Em cao bao nhiêu? 1m65 gì đó. Người gái cũng cao 1m65 luôn. Thì tầm 1m57 trở lên được rồi. Mập hay ốm? Thì tướng trung bình thôi. Trung bình là nhiêu ký? Em cũng biết được, nói chung là bình thường thôi. Gì em cũng không biết hết trơn. Có thích gái không vậy? Dạ có, thích gái với chị. Chắc không? Dạ chắc. Chị hỏi em khó trả lời. Không có trả lời. Có khi nào thấy một bạn trai nào đó đẹp trai quá, dễ thương quá mình ngưỡng mộ chưa? Dạ không có, làm gì có chị. Không có hả? Dạ. Bình thường mà, chị thấy bạn gái đẹp chị vẫn ngưỡng mộ mà, đúng không em? Đúng. Cái gái đẹp là sao mà em không diễn tả được, làm sao em biết thích gái đẹp? Trung bình tóc thì nói chung ngắn dài xíu mà bấm tóc giống chị cũng đẹp. Rồi mập hay ốm? Thon thon, trung bình xíu, nói chung là có. Em dẹp cái chữ trung bình giùm chị cái, trong từ điển chị không có từ trung bình. Trung bình là sao? Dạ. Cái người ta thích mập thì trung bình ta là 70 kg, em thích ốm trung bình. Cả em là 40 kg. À 50-60 kg gì đó, 40-50 kg gì đó. Theo như em nghĩ chị nhiêu ký?
55, 60. Ừ, vậy đoán cũng gần đúng rồi đó. Vậy em muốn con gái bao nhiêu ký? Bốn mấy, năm mấy. Bốn mấy, có nghĩa là ốm hơn chị là mập đúng không? 50, năm mấy là tặng gái tùy đó. Cái địa thì nó có thể nhìn khác. Ừ, thì có nghĩa chị là mập đúng không? Cái chị tương đối đó. Là trung bình á. À, nãy giờ hai em cũng trung bình hết trơn á. Có đem hình ảnh theo không? Dạ có, để nè chị. Đâu? Rồi còn em, mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Dạ, mẫu người lý tưởng của em thì bạn nam cao khoảng 1m7, tại vì em 1m60 mấy. Và em có sở thích của em là mang giày cao gót. Trời ơi, rồi đó, kiếm đi cổ qua trọng đó. Một người cũng chững chạc. Chững chạc. Trời ơi, mênh mông bao la biển người, tìm đâu ra anh đây anh ơi. Tìm đi em, ảnh ở trọng á. Gán đi, mò kim đáy biển đi cưng. Em cao mấy... là bạn giữa giữa đó. Bạn cao mấy 6-6 mấy chắc bằng này. Bằng này quá. Đâu? Bằng này nè. Biết chọn đúng ai là tôi làm ai người đó nha. Rồi, chọn kỹ nha, bạn này nha, giữ nguyên cái tay đó nha. Rồi, một hồi mở cửa trái tim ra. Rồi, coi đúng hay không. Theo như qua cái cách nói chuyện thì em nghĩ là anh này. Hay vậy ta, trời ơi, cặp đôi này chắc đám cưới liền quá. Mở cửa trái tim. Mở cửa trái tim rồi xem mình đoán đúng không nha. 7-8 cô mà mặc đồ giống nhau từ trên xuống dưới. Gì mà cũng đoán ra được. Đúng không em? Kiểm tra hình lại coi. Đúng mà, giữa nè. Đúng không? Đúng rồi. Hay quá ha. Ô, đưa anh coi, chị đúng anh không vậy? Người này phải không anh? Đúng rồi em. Trời ơi, hay dữ vậy trời ơi. Quá trời vậy mà đoán đúng hay thiệt luôn. Sao hay vậy? Dạ. Tương thông nha. Tương thông hả? Rồi, lần đầu tiên khi nhìn mở cửa trái tim đang cái thì cảm xúc của em như thế nào? Bạn gái đẹp, hiền, đẹp. À, trung bình không? Đẹp, dễ thương, không. Hơn chứ không phải trung bình nữa hả? Không chị, nó nói chung thôi, như là mình nói lắp hả chị? Rồi em, sau khi cửa ra tim này mở ra, cảm giác đầu tiên của em như thế nào? Anh cũng giống hình. Giống hình? Dạ, có vẻ hiền. Ủa sao lần đầu tiên gặp bạn gái không mua quà, muốn bông mua hoa gì tặng á chị? Cái đó anh lỡ nên đi vội quá. Nên là chắc để có gì sau chương trình hay là chị đó sẽ tặng. Trời ơi, xin lỗi, sau chương trình rồi có cơ hội tặng không? Rồi, bây giờ chị Tường mời hai bạn thưởng thức món mì Ý hải sản tại nhà hàng Mận Đỏ nha. Mì Ý trong món Âu thì không thể là không nhắc tới. Tại nhà hàng Mận Đỏ thì chúng ta có thể ăn những cái món cơ bản này với hải sản rất là tươi ngon và nêm theo kiểu Việt. Nhớ nha, vừa ăn vừa tâm sự trò chuyện với nhau nha. Tự tin lên, ga lăng lịch thiệp lên nha. Vài phút sau chị Tường quay lại liền. Khoảng bao lâu chị? 3 phút. Nhìn lẹ dữ vậy. Dạ, chào anh thấy em sao? Hiền, dễ thương. Em ăn tôm không? Không, anh dùng đi. Anh dùng đi, ăn tôm. Nhưng mà em cảm thấy anh không ngại hay như thế nào á. Mà không có dám chương trình hay là gì đó, mình chưa quen. Làm ở phường 8 hả? Ở quận 5 hả? Nhà em ở đâu? Nhà em ở quận 5 luôn. Nhà anh đông anh em không? Mấy người à? 3 người. Anh lớn nhất. Còn em là... Anh là anh cả. Đúng rồi. Nhà em thì đông. Em Út. Hồi nãy anh nói anh sinh năm bao nhiêu? Anh sinh năm 88. Em sinh năm 90. 90. Cũng ba mấy rồi sao anh chưa có bạn? Thì nhiều lúc văn phòng này kia nào cũng không có nói. Công tác văn phòng cũng gặp quen biết nhiều lắm mà. Cái gì vậy? Làm văn phòng thì chắc anh đâu có theo đạo đâu đúng không? Tại vì em hướng Phật thì em không biết là anh có ngại về cái việc đó không? Không, anh không có. Thì ở nhà ba mẹ anh cũng là Phật mà. Nhưng mà anh có ăn được đồ chay không? Được chứ, anh ăn được chứ. Có đi chùa được không? Được. Đi chùa anh dẫn em đi. Ăn cũng đi chùa. Không, tại vì có em có quen một người bạn á. Em muốn đi đâu thì chỉ em đi đó. Nhưng mà chỉ có vấn đề là họ không có cùng ăn một bữa ăn chay được với em. Vậy hả? Vậy cũng khó hả? Nói chung là nhiều khi mình đi chơi hay là mình đi chùa hay như thế nào mình đi hành hương thì cũng phải có những cái bữa mình dừng lại để mình ăn. Thì cái bữa đó mình muốn ăn chay chẳng hạn, mình muốn ăn lạc. Thì người đó thì nói là thì thôi một mình em ăn, còn anh ăn cái khác hoặc là anh không ăn, anh ngồi anh nhìn.
Em cảm thấy điều đó nó không hợp lý. Hay giờ anh nói em nghe nè. Lát nữa em bấm nút hẹn hò, xong rồi khoảng một tuần hay là giờ tháng gì đó mình có hẹn rồi đi dạo đó, thì mình sẽ trao đổi nói nhiều hơn, thì đi ăn hay gì đó anh sẽ dẫn em đi ăn. Cũng được. Ví dụ như mình có thể đi xa hơn thì anh nghĩ mình sẽ ở đâu? Thì ở nhà ba mẹ có phòng riêng, nói chung mình cũng có chỗ riêng tư của mình mà. Mì Ý ngon không? Dạ ngon chị. Có tôi ở đây thì tôi không thấy nói chuyện gì, mà tôi đi ra ngoài tôi nghe có một cái thông tin rất là thất thiệt là rủ người ta bấm nút đi ra ngoài nói chuyện sao hả? Không có câu chuyện đó trong đây đâu nha. Em đừng có nghe nó dụ dỗ. Dạ. Bấm nút ở đây á là 1 tỷ người coi chương trình là em mất cái duyên của em. Nhớ chương trình là như vậy. Dạ. Cho nên em phải thích ảnh em mới hôm em mới bấm. Tiêu chí đó sai nha cưng nha. Ghê ha. Lúc tôi ngồi đây thì không nói, tôi bước ra ngoài thì nói kiểu đó. Xin lỗi quý vị, không có câu chuyện đó đâu. Rồi, bạn gái đẹp gái không? Dạ đẹp. Trung bình ha? Dạ không chị. Hả? Trung bình hay là trên trung bình? Trên chị. Gì nhìn ra ngoài chi vậy? Nhìn ra ngoài kiếm ai ngoài? Biết được thông tin gì ảnh chưa? Dạ ảnh cũng là con trai cả. Nhà hình như được 3 anh em thôi. Gì ta hỏi không trả lời ông? Ăn hoài vậy? Thì nãy em có nói... Trời ơi, sao đàn ông gì dịu dàng nhẹ nhàng quá, tôi nghi quá. Bây giờ cho một cơ hội nè, thay vì hồi nãy rủ ra ngoài bấm nút phải không? Hai bạn nắm tay nhau qua cửa trái tim để đo cảm xúc, để phụ nữ cũng đo phụ nam cũng đo phụ nữ có rung động không? Rồi hai bạn 30 giây nắm tay nhau. Nắm tay chứ phải bắt tay đi họp cán bộ đâu nha. Nhìn thẳng nhau đi, dám nhìn mặt người ta không? Nhìn đâu vòng vòng. Rồi. Mời hai bạn bóc những lá bài của chương trình. Đọc lớn lên. Bạn nghĩ đêm tân hôn ai nên chủ động và làm gì? Rồi trả lời luôn đi. Đêm tân hôn thì nam hoặc là nữ động phòng mới chị? Động phòng mới chị. Thì ai nên chủ động và làm gì? Thì thường thường là bạn nam được động phòng. Động phòng là làm gì? Động phòng là làm gì? Quan hệ nam nữ á chị. À là nam chủ động. Dạ. Quan hệ nam nữ. Nữ cũng được. Thì tùy gì? Thì nữ cũng được. Thì... Giờ theo em, trường hợp cụ thể của em thì em nghĩ ai sẽ là người chủ động? Nếu như em muốn em lấy vợ thì đêm tân hôn của em ai sẽ là người chủ động? Em là người chủ động. Em là người chủ động. Ok. Chị hy vọng là em nói đúng sự thật. Hãy kể ra 3 điểm chung, 3 điểm riêng giữa bạn và người đối diện. 3 điểm chung thì em nghĩ là thứ nhất là về công việc. Có chung có công việc thôi hả? Em cảm thấy vậy. Điểm riêng thì có vẻ là anh hơi nhút nhát so với em. Em thấy hiền quá. Thấy hiền quá. Thật sự thì em thích một bờ vai vững chãi. Nhiều lúc thì do anh nói chuyện thì em nghĩ xưa. Nhưng mà nói chung phần thì bờ vai vững chãi thì ok, điều đó là bình thường, đơn giản, không có gì hết. Em phải thể hiện cho người ta thấy, người ta mới tin được chứ. Em nói mà em không có thể hiện, em không nói được gì rồi, em chưa có kinh nghiệm yêu đương nữa. Có mối tình học trò đó, có à, có mối tình học trò đó hả? Cổ tự tin là coi mốt em có thể bảo bọc được cho cổ. Có, được, bảo bọc được. Bảo bọc được. Dạ được. Đó, bây giờ nhìn 30 giây nhìn nhau nói một câu cuối cùng trước khi bấm nút. Em muốn hỏi anh một câu được. Rồi, hỏi đi em. Với cái công việc của mình hiện tại như vậy, anh có một cái định hướng nào khác cho cái sự nghiệp của mình hay không? Công việc, thí dụ như là công việc đó, công việc chính của mình đúng không? Đúng rồi. Sau này cuộc gia đình hay là gì đó thì cũng có thể thêm. Anh đã từng nghĩ đến cái vấn đề đó chưa? Thì bây giờ nó nhiều công việc giống như kinh doanh online hay là làm cái gì nó không ảnh hưởng nhiều và sao hay gì đó là mình cũng có thêm. Nhưng mà anh đã từng nghĩ đến anh sẽ có một cái công việc phụ thêm cho cái công việc văn phòng của mình chưa? Thì nói chung cũng có lương về cái công việc của mình hiện tại đủ thì nói chung cũng ok, thì cũng còn cái kia thì mình phụ thêm thì mình có làm thêm. Tôi có nghĩ tới như vậy. Cảm xúc của mình đang suy nghĩ gì, mình mong muốn điều gì? Anh nghĩ mình tiến tới cho nhau
sau cuộc gặp này mình nên đi đâu đó dạo tìm hiểu nhau nhiều hơn. Lý do tại sao? Em xin nói thiệt dạ. Lý do tại sao cổ phải... Thì chị hỏi thì mỗi người có cái ý nói gì thôi, vậy được rồi. Cảm xúc hiện tại của em bây giờ như thế nào? Thì thoải mái. Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm, nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm trên tường hãy đưa ra quyết định của mình. 1 2 3 Hết thời gian. À, mặc dù mới đếm tới 1 mà không biết sao bấm lẹ quá. Còn em, lý do tại sao em không bấm? Dạ, tại vì em cảm thấy là em chưa có rung động. Thật sự là anh rất là hiền. Nhưng mà cũng vì cái hiền đó cho nên là có thể là một cái phút ban đầu em chưa cảm nhận được cái cảm giác, chưa có cái cảm giác của hai người mà... Thì được, cái đó anh nói em rồi, mới có một cuộc hẹn mà sao? Nhưng mà em phải thấy, dù cơ hội không có đến với mình nhiều lần. Thế lại, nếu mà chương trình này mình đâu có gặp nhau nhiều lần đâu, em hiểu không? Nên là... Đến với chương trình nó chỉ cho mình ít phút thôi. Đúng rồi. Chương trình chỉ là một cái cầu nối. Nhưng mà ít phút của chương trình, rất nhiều người ngồi ở đây đã tiến tới hôn nhân và sinh con đẻ cái. Đến đây rồi cái mình cứ nói tại vì đây có ít phút, mình cứ lo cái chuyện ít phút mà mình không lo nói cái cảm xúc của mình hoặc là chia sẻ cái cảm nhận, sao đối phương có thể hiểu được. Người ta là phụ nữ nữa cho nên là người ta phải suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định. Nhưng thật sự em có thích cổ thiệt không mà em bấm nút? Có chứ, em thích cổ em bấm nút chứ không thích em bấm. Nhưng em hiểu ý chị nói không? Em hiểu, em hiểu. Cái cơ duyên mình phải biết nắm bắt. Chứ bây giờ em cứ nói là ít phút, em cứ lo ít phút không. Chính vì ít phút mình phải càng phải nắm bắt. Đúng rồi, chị nói. Thí dụ bây giờ cho em một cơ hội lại thì em có nói được cái gì hơn câu lúc nãy không hay là cũng chỉ vậy? Thế mình cho nhau cơ hội đi. Em nghĩ được không? Thì mình bấm lại thôi. Không? Bấm lại được hả chị? Được. Thì đó, chị đang cho mình đang cho nói nhau chuyện cơ hội đi. Tại đây là cũng cái duyên. Đâu phải ai cũng lên là được. Phải hiểu không? Nhưng em có thật sự thích cổ không? Em thật sự thích cổ. Lý do anh thích em là gì? Anh không biết, nói chung mình có tình cảm, mình thích. Nói chung cái đó mình không có giải thích được, em hiểu không? Em thích cổ đúng không? Ừ. Em bước qua đứng bên cạnh cổ, em nắm tay cổ, em nói một cái gì mà để cổ quyết định để bấm nút lại với em. Lần đầu tiên trong chương trình, chị cho em một cơ hội. Chứ em chưa đủ sức thuyết phục, thật sự luôn. Nếu chị là con gái chị cũng chưa bấm, em phải thuyết phục được cổ. Cho anh cơ hội đi. Nếu như em đồng ý thì anh sẽ như thế nào đó? Nếu như em đồng ý thì anh sẽ cố gắng hết mọi sức có thể để giờ... Em hiểu ý không? Chị sẽ cho cơ hội bấm nút lại, quý vị đồng ý không ạ? Đồng ý cho một tràng pháo tay đi quý vị. Còn có cho hay không là tùy theo nãy giờ cổ có cảm nhận được gì hay không ở cái lần cơ hội này nhé. Đặt tay vào nút bấm đây hai bạn. Nhắm mắt lại và suy nghĩ thật kỹ, đây là cơ hội. Còn nếu mà kết quả vẫn như cũ thì không phải lỗi của chị đã cố gắng hết sức. 1 2 3 Hết thời gian. Em vẫn không bấm. Chị xin lỗi em, chị đã cố gắng hết sức. Chị đã cố gắng hết sức. Muốn nói gì nữa? Em muốn nói gì nữa? Em cũng có món quà tặng cho anh. Thì cái này là một cái... Cảm ơn. Em nghĩ là anh nó cũng phù hợp hơi với ý quá. Của anh. Em cũng hơi vội. Chào anh, rất vui được gặp anh. Và em hy vọng chúng ta có thể tìm hiểu, nói chuyện với nhau nhiều hơn tại quán cà phê yêu thích của em. Vẫn còn cơ hội, vẫn còn cơ hội, mừng quá. Vẫn còn cơ hội, có cặp visit quán luôn rồi đó, được chưa? Được dạ, chưa? Dạ được. Rồi, mời hai bạn đứng lên. Rồi, hiểu hiểu không? Hiểu dạ, gì hiểu, không? Dạ, hiểu dạ. Cơ hội gì chưa? Dạ hiểu. Cơ hội gì? Uống cà phê tại quán. Dạ, đây là lần đầu tiên chương trình có một cái đặc biệt như vậy quý vị nha. Tường cũng đã cố gắng hết sức vì Tường thấy là có thể giống như cô gái nói là anh này chưa đủ sự chân thành. Nhưng cũng có thể là do cá tính của anh rụt rè vì anh chưa có tình trường. Đâm ra có thể hôm nay anh nhút nhát nên anh mới hơi ngó ngơ, ngó ngửa chút xíu thôi. Thì mình phải tạo điều kiện.
Còn cái cảm nhận là do cô gái ấy vì ảnh nắm tay cổ chứ không có nắm tay tường. Nhưng mà dù sao cũng có một tín hiệu vui là cổ cũng đã cho anh ấy cả visit cái quán cà phê của cổ rồi. Biết đâu sau này sẽ có tin vui từ hai bạn này. Thưa quý vị, và bây giờ thì chương trình của chúng tôi phải dừng tại đây thôi quý vị. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media quý vị nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh My TV. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại. Nhiệt tình của người đàn ông. Nhiệt tình ở đây là có nghĩa là người ta kiểu giống mình nhiệt tình quá người ta sẽ không có thích á. Mình yêu mà cái kiểu như hơi giống gọi là bad boy một tí á thì nó sẽ ổn hơn. Tôi cũng ráng chúc mừng thà có cơ hội thực hành nha. Có nghĩa là bạn ấy khuyên các bạn nam á mà có quen bạn gái, có đeo đuổi bạn gái phải cà giật chút, gái nó mới khoái. Em nghĩ là bạn còn khá là trẻ. Thì thật ra nếu bạn định nghĩa bản thân và trong bước vào tình yêu như vậy á thì cẩn thận ha, coi chừng đánh mất chính bản thân mình á. Cứ là chính mình và có chính mình mới là quan trọng. Thì người nào yêu bạn sẽ yêu cái con người của bạn. Thà nè, anh chàng thích nói nè, lanh lẹ nè, tôi hỏi anh trước. Dạ, em sẽ làm cho cô ấy có bầu luôn rồi. Em sẽ làm cho cô ấy có bầu luôn rồi. Hả? Hẹn chi nó đòi ra công viên. Cát Tường xin chào đón quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Ghép đôi thần tốc với phiên bản kết đôi như ý. Cảm ơn nhà tài trợ bột giặt Joy 2-1, giặt và xả tất cả trong một đã tài trợ chính cho chương trình. Và bây giờ xin mời cho Tường kết nối với bạn nữ ở ô cửa màu đỏ, xin mời. Dạ, em xin chào chị Cát Tường ạ. Chào em. Ghép đôi thần tốc và cùng hai bạn nam ạ. Em xin tự giới thiệu. Rồi. Em tên là Phạm Thị Thương, hôm nay em 25 tuổi. Rồi, em sinh ra và lớn lên. Từ từ. Để giới thiệu bốn bạn một lượt rồi mình giới thiệu sau mới có kết nối thôi nha Thương nha. Rồi cho Tường gặp gỡ bạn Năm ở ô cửa màu đỏ luôn. Hello em trai. Thấy chị Tường chưa? Dạ chị. Dạ em thấy chị ạ. Em tên gì cưng? Dạ em tên Thà. Rồi Thà, đợi chị xíu nha Thà nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với những cái ô cửa màu xanh. Bạn nữ ô cửa màu xanh, xin chào em gái. Dạ em chào chị Cát Tường, chào quý khán giả đang xem chương trình Ghép đôi thần tốc và các bạn tham gia trong ngày hôm nay. Em tên gì? Em tên Tường An. Wow, hồng tên giống tên con gái chị nha, tên Tường An nha. Rồi, hôm nay chị sẽ để ý đến em, tên Tường An giống con gái của tôi. À, bạn nam ở ô cửa màu xanh. À, chào chị Cát Tường và chào tất cả các anh chị trong ban biên tập chương trình cũng như là chào ba bạn. Em tên là Thanh Đồng. Như vậy là chúng ta đã thấy trên màn hình có bốn nhân vật xuất hiện ha. Bạn Thà nè, bạn Phương nè, bạn Đồng nè, bạn An nè. Ok, bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ theo dõi những đoạn video clip giới thiệu về bốn nhân vật ngày hôm nay. Các bạn hãy cùng xem nha. Mình tên Tường An, mình làm việc trong lĩnh vực giáo dục. Công việc chính của mình là giảng dạy các môn nghệ thuật cho trẻ. Sở thích của mình là được đi du lịch, được làm những việc mình yêu thích như là vẽ tranh, nhảy, khiêu vũ. Tính cách của mình thì mình là một cô gái khá là mạnh mẽ, tự lập, đôi khi cũng hài hước. Khi mà chúng ta tìm được một người để mà chúng ta yêu thương thì chúng ta hãy luôn nhắc bản thân rằng yêu một người là chúng ta chia sẻ niềm vui cho người đó. Cho nên dù trong trường hợp nào chúng ta cũng sẽ giữ bản thân bình tĩnh để lúc nào cũng có thể đem lại niềm vui cho người bạn đời của mình. Chào mọi người, mình tên là Thanh Đồng, đến từ Cần Thơ, quê quán thì ở Sóc Trăng. Theo nhiều người đánh giá mình thì là một người uy tín, hòa đồng và dễ gần. Ngoài công việc thì do mình đặc thù mình ở một mình cho nên mình cũng biết mà nấu ăn, làm công việc nhà. Mẫu người mà bạn gái lý tưởng thì cũng chung cái sở thích của mình thôi, thích nấu ăn, biết lo lắng, quan tâm chăm sóc gia đình. Hey, mắm cơm mùa dịch, cá điều hầm xuất kẹt, tự tay em làm. Xin chào chương trình Ghép đôi thần tốc,
Mình tên là Lê Văn Thà, 25 tuổi, nghề nghiệp tổ chức sự kiện. Đặc điểm tính cách của mình là thật thà, dũng cảm, sống nội tâm. Ưu điểm của mình là biết sai sửa sai, có trí cầu tiến, quyết đoán. Sở trường của mình là tập gym, squat out, bơi lội. Quan điểm tình yêu của mình là yêu là phải cưới, cưới là phải có trách nhiệm với người mình yêu đến suốt cuộc đời. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt George 2-trong-1 mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt George 2-trong-1 giặt và xả tất cả trong một. Xin tự giới thiệu, em tên là Phạm Thị Phương, năm nay em 25 tuổi. Em sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Kon Tum và hiện tại thì em đang sống và làm việc tại tỉnh Đồng Nai. Nghề nghiệp của em thì là giáo viên tự do. Về ưu điểm của em thì em là một người rất là vui vẻ, hòa đồng, biết nấu ăn, yêu thương trẻ con và hát hay ạ. Đến với chương trình thì em có một câu nói hay về tình yêu em xin gửi tặng, đó là: anh là mặt đất rộng, em là chiếc lá xanh. Nếu một ngày lá rụng, có chạm vào tim anh. Rồi, bây giờ cho chị Tường hỏi nha. Thà ơi, bây giờ chị sẽ trò chuyện với em trước nha Thà. Thà là ở ô cửa màu đỏ đúng không? Sau khi em xem cái đoạn clip giới thiệu về hai bạn gái của mình ngày hôm nay thì không biết là Thà có cảm xúc gì chưa? Có cái nhận xét gì chưa? Rồi, xin mời Thà. Em thấy là có bạn Trường An ạ. Nghe giọng bạn ấy kiểu là phát âm nó chuẩn ạ. Em nghe cũng thích. Vậy đó hả? Rồi, thì bây giờ Thà giới thiệu một chút xíu nữa về con người của mình đi. Những điểm mạnh, điểm yếu của em là như thế nào? Dạ, điểm mạnh của em là em biết sai, em sửa sai. Em thì có chí cầu tiến, quyết đoán. Điểm yếu của em là em nói chuyện chậm hiểu, với lại em tiếp thu nó hơi chậm. Thương ơi, dạ em chào chị. Nãy giờ xem clip của các bạn đó, em có ấn tượng với bạn nào chưa? Rồi giới thiệu cho chị Tường nghe về bản thân mình một xíu nha. Về ưu điểm của em á, thì em là một người rất là vui vẻ, hòa đồng, biết nấu ăn, yêu trẻ con và hát hay ạ. Còn về nhược điểm của em thì em còn hay rất dễ bị nhạy cảm, dễ khóc ạ. Là ví dụ như là em khóc trong cái trường hợp nào? Lần khóc gần đây nhất là khi nào, vì lý do gì? Em thì em dạy ở trong môi trường tiểu học với mầm non luôn á chị. Thì đôi lúc phụ huynh hiểu nhầm mình á, cách mà phụ huynh nói với mình á không được tôn trọng lắm á chị. Khi đấy mình khóc luôn á chị. Là khóc trước mặt phụ huynh luôn, không kềm được mình khóc luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Không, đó là rất là nữ tính, rất là dễ thương. Tường cũng vậy nữa. Chị Tường ngộ lắm, chị Tường mà ai nói hỏi gì, nói gì mình mà nó mình bị ấm ức cái là Tường cũng khóc liền à. Không có gì hết, cái đó là tốt thôi, phụ nữ mà. Hiểu điệu, thục nữ, quân tử, hiếu cầu. Rồi, ok, cảm ơn Thương. Bây giờ chúng ta sẽ đến chàng trai ở ô cửa màu xanh. Anh Đồng. Đồng ơi, Đồng giới thiệu một xíu về bản thân mình nè, điểm mạnh, điểm yếu của Đồng nè. Ưu điểm của em á thì theo người đánh giá thì là người vui vẻ, hòa đồng, dễ gần. Lại không có hút thuốc, cũng như ít không có biết nhậu nữa, không có uống bia rượu á. Rồi cái khuyết điểm thì nghĩ là chắc cho tin người, dễ tin người, nhiều khi có hay quên xíu. Rồi bây giờ đến An nha. Rồi An tên đặc biệt nè. Bây giờ An thì chị nhìn rất là quen luôn. Nhưng mà trước tiên thì An hãy giới thiệu một chút xíu về mình đi, điểm mạnh, điểm yếu, vì hôm nay chúng ta có những người bạn mới nha. Dạ, em cảm ơn chị Cát Tường. Điểm mạnh của mình là mình có khả năng tự học rất là nhanh. Điểm yếu của mình là mình rất hay quên. Nhưng mình đôi khi mình nghĩ cái việc hay quên cũng là một cái ưu điểm, tại vì chia tay ai là quên liền. Quên không còn nhớ gì luôn á hả? Dạ không, quên ở đây có nghĩa là những cái cảm xúc hay là kỷ niệm thì mình không thể quên, nhưng mà những cái cảm xúc về cái người đó là sẽ không có nhớ nữa. Bình thường là em không có nặng lòng. Đúng rồi, cái gì cho qua thì mình phải qua để mình mới đón nhận cái mới được chứ, đúng không An ha? Dạ. Rồi, bắt đầu từ An, chị sẽ khai thác luôn cái chuyện tình trường. Bởi vì An cũng có một câu chuyện đặc biệt và cũng có kỷ niệm một chút xíu với chị Tường đúng không? Là chị em mình đã từng gặp nhau rồi. Đây giới thiệu cho các bạn biết luôn là chị Tường đã từng gặp An trong một cái chương trình. Đó là chương trình Yêu Là Cưới đúng không An? Dạ đúng chị. Lúc đó thì An có chia sẻ với chị một câu chuyện tình yêu của An với một cái bạn đó, là để chị nhớ là bạn khiếm thị đúng không cưng? Đúng không An? Cũng mấy năm rồi chị Tường không nhớ rõ. Bây giờ em có thể chia sẻ một chút xíu về cái tình trường của mình. Mình với
Anh bạn ấy thì có tham gia vào chương trình Yêu Là Cưới của chị Cát Tường năm 2018. Thì cái thời gian mà mình và anh lên chương trình đó thì mọi người có nói là đây là đẹp, câu chuyện đẹp như một câu chuyện cổ tích vậy. Bản thân mình đến bây giờ mình nghĩ có thể là không đi cùng với nhau nữa, nhưng mà trong lòng mình vẫn cảm thấy rằng đó vẫn là một câu chuyện cổ tích đẹp. Những cái lý do mà mình đưa ra thì nó chỉ là những cái yếu tố bên ngoài thôi. Còn quan trọng bên trong á là cái tình cảm và tình yêu của mình nó chưa có đủ mạnh thì cả hai không có đi cùng với nhau được nữa. Nhưng mà cả anh ấy và mình hiện tại vẫn là những người bạn rất là thân thiết. Tụi mình vẫn hay chia sẻ âm nhạc với nhau. Anh ấy là một nghệ sĩ piano. Nhưng mà sau khi tham gia chương trình Yêu Là Cưới năm 2018 thì bao lâu sau thì em với anh ấy chia tay? Dạ, hơn một năm sau. Là do một phần do cái công việc của em có sự thay đổi về cái khoảng cách nè. Rồi gia đình cũng không có ủng hộ thì nó cũng gây một cái áp lực cho em và cả cho ảnh nữa. Rồi chị hiểu rồi. Rất là chia sẻ với em cũng hơi tiếc ha. Nhưng mà thôi, giống như em chia sẻ lúc nãy vậy đó, cái gì chuyện nó qua rồi thì qua, mình sẽ đón nhận những cái mới. Bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai, một cái người chồng tương lai là người như thế nào? Thật sự nếu là bước vào tình yêu thì nó rất là dễ, nhưng mà nếu mà bước vào hôn nhân á thì em sẽ cần gặp được một người thật sự có một cái nhìn sâu sắc về tình yêu và hôn nhân. Và cái tính em hiện tại á là em vừa rất là sâu sắc nhưng mà cũng rất là nhạy cảm á. Khi mà em cảm thấy cái người đi cùng với mình họ chưa đủ cái sự chín chắn thì em cảm thấy là em sẽ để cho họ thời gian để họ tự phát triển bản thân hơn, cho nên là họ phải lớn lên thì mới có thể đi cùng với em được. Em chia sẻ như vậy em không biết là có dễ hiểu không chị? Nó hơi cũng hơi rối rối chút. Thấy hai anh nào cũng một anh thì cúi xuống một anh thì cũng hơi căng thẳng đó. Giờ túm lại nè, những cái điểm mạnh nào của đàn ông em thích và những cái điều gì của đàn ông là em không thích? Em thích là họ biết yêu từ trong rồi. chính cái tâm của họ hiểu sâu sắc về tình yêu. Điều thứ hai á là giống như em, ngay cả khi ở một mình và trong một thời gian dài cũng sẽ không cảm thấy cô đơn, tự lập, tự chăm sóc bản thân và tự biết cách giải quyết được cái cảm xúc của bản thân. Đó, bây giờ ngắn gọn chị mới hiểu được chứ. Rồi, ok. Rồi bây giờ chị mời Đồng luôn, Đồng chia sẻ một chút xíu về tình trường của em như thế nào. Đồng ơi, mấy mối tình rồi? Dạ, cũng 2-3 mối tình chị. Nhưng mà đặc biệt mà để sâu sắc nhất á, thì chắc mối tình năm 2017. Dài cũng mối tình đã kéo dài được bao lâu? Chắc cũng gần 2 năm chị. Có lẽ lúc đó em cũng còn hơi gọi là trẻ con xíu, về trên gia đình người ta, cái bạn nó cũng lớn tuổi rồi, gia đình người ta có hỏi cưới miết, nhưng mà cái người mà họ chọn á, không phải là em mà là một người khác, không phải là em mà là một người khác. Hai đứa mới cảm thấy là không có hợp nữa, sau này mới suy nghĩ, mới nghĩ ra là không có hợp nữa, thì hai đứa chia tay trong im đẹp thôi. Thì bẵng một thời gian sau khoảng cỡ nửa năm thì cô ấy có gia đình. Có gia đình rồi luôn rồi. Đồng muốn tìm một người bạn gái như thế nào nè? Nói chung mỗi người lý tưởng của em thì cao từ 1m55 trở lên ha. Thì có, nếu mà các bạn có công việc ổn định thì càng tốt rồi. Quê quán hoặc là ở vùng trong bản số 45 thì càng tốt, thuận tiện đường đi lại. Thì lý ha, biết quan tâm chăm sóc lo lắng gia đình, biết nấu ăn thì càng tốt. Tại vì em con trai thì em biết nấu ăn, với bạn nữ phải biết nấu ăn thì ngon hơn em. Thì giờ bạn nữ không biết nấu ăn thì em về nấu cho bạn nữ ăn. Trời ơi, cái chuyện đó nó bình thường đó, tại em nấu được mà. Rồi chúng ta sẽ đến với các bạn ở ô cửa màu đỏ nha. Bây giờ chị hỏi bạn nữ trước nè, Thương nè. Thương ơi, rồi Thương giới thiệu một chút xíu về tình trường của mình cho chị Tường nghe với. Thương đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em trải qua một mối tình. Mối tình đó em chia tay được hơn một năm rồi. Em yêu được 2 năm chị. Rồi, lý do mà em với bạn nam và chia tay đó là do là em thì làm ở dưới đây, anh thì làm ở quê á chị. Thời gian quan tâm nhau cũng ít á. Nhiều khi anh cũng vô tâm quá nên là em cảm thấy yêu xa quá nên là em cũng dừng lại. Rồi vậy bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai là người như thế nào nè? Em muốn tìm một mẫu bạn trai thì cao tầm 1m67 trở lên, một người vui vẻ hòa đồng, chịu khó, không gia trưởng và đặc biệt là không hút thuốc ạ. Này, ngoại hình có yêu cầu gì không? Dạ có, ngoại hình thì cao tầm 1m67 trở lên chị. Rồi để coi có chàng trai nào mà không có gia trưởng ha, không hút thuốc ha, cao 1m67 trở lên không nha. Chào Thà. Thà ơi, tới phiên mình rồi. Dạ, em ơi, tình trường của mình sao hả? Dạ em không có chị. Dạ em không có chị. Hả? Không có hả? Chưa có người yêu hả?
Ủa vậy thì cho chị hỏi là hồi đó giờ mình có để ý cô nào chưa? Dạ có, nhiều lắm chị. Mà mình không có dám ngỏ ý với người ta hay là sao? Dạ em có mà kiểu giống như là mua trà sữa cái này cái kia đâu á. Nói chung là lúc đầu thì làm hết mình lắm. Rồi cái dần dần rồi cái mới biết là bạn đó cũng có người yêu rồi. Rồi bây giờ mình chưa có mối tình nào hết rồi mình có kinh nghiệm không? Rồi mình sao mình hiểu được chị em phụ nữ? À, sao mình hiểu được bạn gái của mình muốn cái gì, thích cái gì đó? Em có tìm hiểu tới cái vấn đề đó chưa? Dạ, em thì em có đọc sách giải mã phía ăn phải đẹp, cho nên là em cũng có biết đó. Dạ, nhưng mà kiểu giống như là em bị hạn chế thực hành, là có lý thuyết thì có nhưng mà thực hành thì chưa. Đọc giải mã phải đẹp nghiên cứu kỹ không? Dạ được chị. Là bây giờ nếu mà có đối tượng là thực hành được đúng không? Dạ được chị. Bây giờ em đọc trong cuốn sách đó, em ấn tượng nhất là cái câu nào trong cuốn sách đó? Có một cái câu gọi là gì? Con gái, người ta yêu là người ta yêu bởi sự chân thành, tử tế. Chứ họ không yêu bởi sự nhiệt tình của người đàn ông. Nhiệt tình ở đây là có nghĩa là người ta kiểu giống mình nhiệt tình quá người ta sẽ không có thích á. Cho nên là em bị cái trường hợp đó nhiều, cho nên là em thấy cái câu đó là cái câu đúng với em nhất. Vậy mình đã rút kinh nghiệm chưa? Bây giờ kiểu giống như là mình yêu mà cái kiểu như hơi giống gọi là bad boy một tí á. Bad boy một tí á. Thì nó sẽ ổn hơn. Cho con gái có cảm xúc á, nó được nhiều hơn á. Thì người ta sẽ thích. Chứ kiểu giống như hiền hiền á nha. Kiểu giống như là nhiệt tình á, mình nhiệt tình mình làm riết á. Kiểu như người ta cũng xem mình nó nhẹ lắm. Cho nên là em nghĩ là... Hay quá, đúng như nữ quá. Kiểu giống như bad boy vậy đó. Tôi cũng ráng chúc mừng thà có cơ hội thực hành nha. Có nghĩa là bạn ấy khuyên các bạn nam á, mà có quen bạn gái, có đeo đủ bạn gái phải cà dựng một chút. Gái nó mới khoái, ý là gái phải cà dựng. Chứ còn ai mà cứ thiệt thà, cứ tối ngày cứ đi theo rồi em ăn gì mua không khỏe không thì kêu hoài lời riết là bạn gái thấy cũng thường, thấy cũng nhàm. Sao thà nói vậy thương với An thấy đúng không? An thấy đúng không An? Em nghĩ là bạn còn khá là trẻ. Thì thật ra nếu bạn định nghĩa bản thân và trong bước vào tình yêu như vậy á thì cẩn thận ha, coi chừng đánh mất chính bản thân mình á. Cứ lại chính mình và cố gắng, chính mình mới là quan trọng. Thì người nào yêu bạn sẽ yêu cái con người của bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi vô cái phần 2 để mình tìm hiểu nhau được nhiều hơn đó, mình mở cửa trái tim để cho các bạn gặp nhau. Rồi, bây giờ xin mời phòng máy hãy kết nối cho chị Tường cho 4 bạn chúng ta cùng gặp nhau. Thà và Thương ở ô cửa màu đỏ nè, Đồng và Ân ở ô cửa màu xanh. Xin mời. Xin chào. Chào tất cả mọi người. Chào ba bạn. Chào đi. Chào các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta đã thấy nhau rồi ha. Chúng ta sẽ giao lưu với nhau một chút nè. Bây giờ mình sẽ giao lưu với cặp xanh trước nha. Mình trò chuyện với nhau vài câu đi nè, để làm quen nè. À, em đang ở đâu vậy? Dạ em ở quận 12. À, anh thì anh đang ở Ninh Kiều của người ta. Mà quê em ở trên Sài Gòn đúng không ta? Dạ, nhà em ở đây. Dạ, khá là xa so với anh. Từ đó lên đó thì khoảng 3 tiếng xe thì tìm ra đó khoảng cả 1 tiếng ngoài hơn nữa. Thì tại vì lúc trước anh có ở Sài Gòn khoảng 3 năm, anh cũng biết quận 12, cũng đã đường đi ngang thôi chứ không có gần đường thì đó được lắm. Tại lúc đó anh ở Gò Vấp. Dạ. Rồi bây giờ cho chị hỏi là ấn tượng đầu tiên khi mà vừa nhìn thấy nhau thì Đồng có ấn tượng như thế nào về bạn An? À, cũng em thấy là cũng khá là xinh xắn, dễ thương. Nhất là cái giọng nói nghe rất là to rõ. An ơi, mình có ngại yêu xa không An? Dạ, em cũng hơi ngại nhưng mà nếu mà là tình yêu của cuộc đời em thì em cũng không quản xa đâu. Ồ. Đúng rồi. Hello Thương, bây giờ cho chị hỏi thăm Thương nha. À, khi mà tất cả các khung hình này mở cửa ra thì em có ấn tượng gì với hai chàng trai của chương trình ngày hôm nay? Dạ, em nhìn hai anh thì cũng rất là vui vẻ. Thấy hai anh thì nói giọng cũng rất là dễ thương. Hồi nãy giờ chị nghe khi mà các bạn gái này giới thiệu á, thì khi mà nhìn thấy là em cười, em phấn khích, em vui nãy giờ luôn nè. Bây giờ cho chị biết coi là ấn tượng đầu tiên của em khi nhìn thấy hai bạn gái này như thế nào? Hai bạn ấy có cái giọng nói em ấn tượng, em thích đó. Thích giọng nói của ai? Tại lúc đầu em nghe Tường An trước á, cho nên là em thích Tường An à. Tường An là ở quận 12 đúng không chị? Em là hiện tại nãy thà đang nói với chị là em đang ở đâu thà ha? Dạ em ở quận 12 cùng với bạn Tường An ạ.
Ồ, hèn chi cùng với bạn Tường An, hèn chi là khoái cái giọng bạn Tường An nha. Rồi thế bây giờ nè, chị cho một cái chủ đề cho các bạn cùng trao đổi với nhau nha. Giờ nếu như bây giờ là các bạn nè, hai cặp đôi của mình, nếu hôm nay mình tìm được người yêu, mình hẹn hò với nhau, vậy thì mình sẽ lựa chọn hẹn hò ở cái nơi bình dân hay là cái hơi sang một chút hẹn hò đầu tiên nha. Rồi cái mình hẹn hò đi chơi như vậy đó, cái tình phí đó ai sẽ là người chi trả trong cái thời gian mình hẹn hò với nhau? Bây giờ chị cho hai bạn nữ trả lời trước nha. An trả lời trước đi, em muốn hẹn hò ở đâu với người yêu của mình? Nếu mà hẹn hò thì em sẽ trao đổi với bạn ấy để cả hai thống nhất, tại vì có thể là bạn ấy cũng sẽ có một cái ý tưởng nào đó thú vị. Vì em cũng ít đi đây đi đó trong cái việc cà phê cà pháo gì đó thì em cũng không có biết nhiều chỗ hay. Còn về việc chi tiêu á thì thật ra thường á em là em sẽ chủ động trả trong buổi gặp đầu tiên. Gì kì vậy? Sao mình lại trả? Nhớ nha. Tại sao em nhớ chủ động nha, buổi gặp đầu anh tiên ghi nhận rồi đó. nghe coi? Thật ra có hai lý do. Một lý do thứ nhất là thói quen của em. Lý do thứ hai thì là em không chắc là sau buổi gặp đó thì bạn ấy có còn thích em không hay là em còn thích bạn đó không. Thì thà là em trả còn hơn là để người ta trả. Em cảm giác là mình sẽ thiếu người ta một cái buổi gặp mặt lần thứ hai, nên thôi thà là em trả thì em thấy nó tốt hơn. Có nghĩa là em thích em là người nên em là chủ nợ chứ em không thích em là con nợ, đúng không? Dạ. Cũng hay, cũng hay. Rồi vậy thì còn 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 Đồng thì sao? Đồng thì mình thích hẹn hò như thế nào? Đối với em thì em người miền Tây sống nó dân dã lắm, ở đâu cũng được, không cần thiết là phải già sang trọng hay là bình dân như vậy. Quan trọng là mình thống nhất được với nhau là cái địa điểm đó nó thuận tiện về địa lý cho cả hai. Còn về cái buổi ăn đầu tiên, ví dụ lần gặp đầu tiên á, thì con trai lúc nào cũng phải ga lăng hết chứ. Thì em thấy hồi đó giờ em là chị không đó, lần đầu tiên hoặc lần thứ hai vậy em cũng là người trả tiền chứ không gọi là để cho mấy bạn thứ mà trả tiền thì thấy nó ngại ngại sao. Thế còn chàng trai thà của tôi thì sao? Hồi nãy nghe mới nói là An dành trả tiền cái là ok nhận chóp liền ha, hay quá ha. Rồi bây giờ em chia sẻ quan điểm của em coi, bây giờ em muốn hẹn hò ở đâu nè? Dạ, nếu mà được bạn cho phép đó thì cũng dễ thôi, tại mình cũng mới mà. Mình nghĩ là mua đồ ăn, một mớ đồ ăn nè, xài trà sữa, mấy cái đồ ăn vặt á, mà mình đem vô công viên vừa ăn vừa nói chuyện vậy thôi. Lý do gì thích mà hẹn hò ở trong công viên? Dạ, cái đó là sở trường của đàn ông mà, tại vì thường á, con trai thì nó giống như là hẹn trong công viên là sở trường của đàn ông hả? dạ em không phải, ý nó là cái tánh của em, nó cũng là cái tánh của em á, tại vì em thích là kiểu như nó nói chung là cũng không không quá đông người mà cũng có ít người, thì mình vô chỗ mình có thể dễ dàng mình chia sẻ nè. Đó cũng là một cách giải thích của bà gái. Rồi hai bạn nữ cứ việc lắng nghe nha. Vậy còn Thương, Thương ơi, em thì muốn là hẹn hò như thế nào với người yêu của mình? Chị ơi, do em xuống đây thì cũng mới 2 năm ấy, ở đây thì em cũng chỉ biết sơ sơ trong Đồng Nai thôi, còn trên thành phố thì em cũng ít lên chị. Nếu mà khi mà em với anh đó hẹn hò với nhau thì xem thời điểm nào hợp lý rồi mình chọn điểm nào cho nó phù hợp á. Em là Nhưng mà bản thân mới từ trên em xuống được thích 2 năm hẹn hò chưa ở quen nhiều chỗ chị. công viên em thích Dạ cái đúng sở thích của rồi, thì quán cà phê hay là công viên cũng được, cũng không có vấn đề gì hết chị. mình. Rồi thì ai sẽ là người chi trả? À, đối với em thì chuyện tiền bạc thì cũng không quan trọng, mới gặp lần đầu ấy thì ai trả cũng được chị. Em nếu mà em trả thì em trả cũng được ạ, không sao hết ạ. À, ví dụ ai hỏi quan điểm của chị Tường đi, chị Tường mà đi chơi với bạn trai là bạn trai phải trả tiền. Chị Tường chỉ trả tiền khi đi chơi với bạn bè và em út và cha mẹ và gia đình thôi, còn đi chơi với con trai là con trai phải trả tiền. Không có mắc mớ gì mà đi chơi với con trai mà mình phải trả tiền hết trơn á. Hồi đó chị đã từng la con gái của chị rồi, con gái của chị nó cũng có suy nghĩ giống như tụi em vậy đó, là con đi đi với bạn trai dành trả tiền khùng, con trai là phải trả tiền, không có tiền thì ở nhà đi chơi tùy theo sức của mình, có xôi ăn xôi, có cháo ăn cháo, không có tiền thì đi vô chỗ sang, không có tiền thì đi vô quán khóc quán vỉa hè ăn hủ tiếu gõ cũng được, nhưng mà tiền là con trai phải trả. Chốt xuống qua chủ đề thứ hai, khỏi có nói nhiều lăng tăng đi cho nó mệt. Đàn ông có cái chuyện đi cô gái đi chơi hẹn hò với bạn gái mà tiền không có trả được nữa, thứ ngày thì quên bóp, ngày thì đau bụng, ngày thì nãy kia, dẹp lên đường. Ok rồi.
Qua chủ đề thứ hai, nếu như mà hai bạn yêu nhau thấm thiết nha, nhưng mà gia đình ngăn cản thì các bạn sẽ xử lý như thế nào? Rồi bây giờ tôi lại muốn nghe ý kiến của các chàng trai trước. Thà nè, anh chàng thích nói nè, lanh lẹ nè, tôi hỏi anh trước. Dạ, em sẽ làm cho cô ấy có bầu luôn rồi. Em sẽ làm cho cô ấy có bầu luôn rồi. Hẹn chi nó đòi ra công viên để cho dễ bề. Tại sao? Nói chuyện không có được chị, cho công viên không được đâu. Rồi rồi bây giờ rồi giải thích cho tôi tại sao lại làm cho cô ấy có bầu. Lý do tại sao dạ, lại như vậy? Cũng đơn giản thôi, quan trọng là mình chịu, hai đứa chịu ra đăng ký kết hôn là được rồi. Chuyện tổ chức đám cưới thì nó phụ thuộc vào hai bên gia đình. Nhưng mà cái chuyện đăng ký kết hôn là phụ thuộc vào hai đứa. Thì cái chuyện đăng ký kết hôn là khác mà cái chuyện có bầu là khác, hai chuyện đó khác nhau à? Nếu gia đình ngăn cản dạ, em muốn cái gì cho nó rõ. Dạ đầu tiên á là gia đình ngăn cản thì lén đăng ký kết hôn xong rồi à, làm luôn cái đó là xong. Căng à, căng à nha, căng à. À giờ để tôi hỏi hai bạn gái coi. Thương ơi, em nghĩ sao Thương? Dạ nếu mà như thế thì em không có làm được như thế ạ. Mình phải thuyết phục làm sao để cho ba mẹ mình tin tưởng mình khi mình đã quen xác định yêu xa là như vậy chị. Hoặc là cha mẹ không tin tưởng ấy thì mình làm sao mình phải tỏ ra điều gì để cha mẹ đều có thể quyết tâm là sẽ cho con cưới chứ không có để tình trạng nó xảy ra chị. Rồi, đồng ý, đồng ý. Thế thì An thì sao cưng? Với bản thân em á thì em nghĩ á tình yêu thương á nó không nên là một cái sợi dây chói bởi hôn nhân hay là con cái. Cho nên em sẽ không có thích cái việc là sử dụng con cái hay là một cái tờ giấy đăng ký kết hôn để mà làm cái chuyện đã rồi đối với người lớn. Em không đồng ý chuyện đó. Rồi, Đồng thì sao Đồng ơi? Đối với gia đình em nói riêng một xíu là về gia đình em thì ba mẹ rất là dễ, không có ngăn cấm cái chuyện mà con cái yêu đương hay là quen ai. Ba mẹ nói quen ai thì cưới người đó. Còn nếu ví dụ mà ba mẹ hai bên mà ngăn cấm khi mà hai bên gia đình hai đứa yêu thương nhau thật lòng thì bây giờ mình chỉ có việc là mình sẽ chứng minh cho bên gia đình của hai bên biết là chúng con hoàn toàn yêu thương lẫn nhau và chúng con có thể bảo đảm lo lắng cho cuộc sống sau này của chúng con được hạnh phúc. Cái đó là mình phải chứng minh cho bên gia đình thấy. Nếu mà ngăn cấm quá thì cứ ở vậy đi, tới một độ tuổi nào đó thì ba mẹ cũng mắc được cưới. Rồi cho tôi hỏi chút xíu, đáng lẽ là xong rồi đó, xong phần này đó mà tôi muốn quay lại tôi hỏi anh Thà tôi chút xíu. Thà ơi, ở đâu ra có cái chiêu là mình kết hôn luôn với mình đẻ luôn vậy? Em chia sẻ cho chị nghe coi. Em nghĩ cái đó là một bản lĩnh của người đàn ông thôi, mà phải quyết là phải làm cho được. Mà làm cho được là phải có trách nhiệm. Có trách nhiệm là không phải trách nhiệm một ngày một, ngày hai, mà cả là cả suốt đời. Không phải lấy khó thì chùn bước được, thấy khó thì phải tiến lên thì nó mới có kết quả được. Nhưng trong cái khó đó nó có rất là nhiều điều thú vị. Nó sẽ cho cả hai người tạo ra một cái thử thách cho cả hai. Một là sẽ kết nối dính với nhau thiệt là chặt. Còn hai cái thử thách đó, nếu mà mình không vượt qua được cái thử thách đó thì cả hai sẽ đi ghen. Ok rồi, bây giờ thì chúng ta cũng có thể hiểu được hơn nhau một phần nào rồi ha, qua những cái chủ đề chị Tường đưa ra để chia sẻ. Nhưng bây giờ trước khi đi đến cái phần kết thúc, bây giờ ai xung phong nè, ai xung phong hát hồi nãy tôi nhớ ai giới thiệu nó hát hay lắm nè. Thương phải không ta? Bây giờ Thương ơi, bé Thương tặng cho chị Tường nè, tặng cho ba người. Tặng cho chị Tường, tặng cho khán giả nè, với ba người đang tham gia chương trình ngày hôm nay nè. Bài hát nào dễ thương đi. À, dễ thương như là Thương vậy đó. Vậy thì bây giờ em xin gửi tặng tới hai bạn nam và bạn nữ một bài hát, đó là bài hát Yêu của Min ạ. Ok, vỗ tay đi các em ơi. Yêu là cùng nhau chung tay đi giữa con đường, là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn, là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời từ phút giây quyền vời. Dạ em hát nhé một đoạn thôi ạ, em cảm ơn. Wow, dễ thương quá à. Sao hai chàng trai tôi cho ý kiến rồi, Thà cảm nhận như thế nào về giọng hát của Thương? Dạ giọng phát âm rất là chuẩn, em cũng thích hát karaoke lắm nhưng mà em hát dở ạt à, thấy bạn ấy hát thì cũng ngưỡng mộ quá. Giờ các bạn trai xung phong lại đi, giờ mình hát tặng lại bạn nữ một bài đi. Em thì chắc em hát không có được đâu, nên em sẽ làm một món quà để em tặng bạn. Rồi mà quà thì lấy được hay không thì là do bạn. Ok, mời em. Dạ. Oh.
cho con chơi được à? Bố này chăm con nữa nè. Giờ sao không giới thiệu cái vụ này ta? Đã em làm cái bong bóng này trong mấy cái sự kiện đó đúng không Thà? Đúng rồi ạ. Hay quá. Đây ạ. Bạn ơi, đây là con chó. Dễ thương. Thì mình, thì cái con chó này á, mình hai mình nói nó là con chó chảnh. Chó quý sa tộc. Rồi. Chảnh, đúng. Thì cái món quà này mình sẽ gửi tới nhà bạn đó, nhưng mà chắc gửi không được tại mình không có địa chỉ. Bạn nào muốn lấy thì chắc phải có địa chỉ thì mới nhận được ha. Dễ thương quá. Sao em cảm nhận như thế nào về món quà của anh Thà Thương? Dạ em thấy anh rất là khéo tay ạ. Nói chung em thấy rất là giỏi luôn á. Rất là giỏi ha. Ok. Rồi, đó là tôi thấy nãy giờ bên đây một màu đỏ là ta thể hiện hết trơn rồi nè. Bây giờ cái cặp bên màu xanh này lép vế quá vậy. An ơi hát đi An. Hay là chia sẻ gì không? Em đọc thơ gì? Ok, mời em. Mỗi người đều có cơ hội thể hiện bản thân mình chứ, chứ không thôi là hết cơ hội đó nha. Dạ, em xin đọc bài thơ Em bảo anh đi đi. Một tác giả người nghe thì phải. Em bảo anh đi đi, sao anh không đứng lại? Em bảo anh đừng đợi, sao anh vội về ngay? Lời nói thoảng gió bay, đôi mắt huyền đẫm lệ. Mà sao anh ngốc thế, không nhìn vào mắt em? Không nhìn vào mắt sầu, không nhìn vào mắt sâu. Những chuyện buồn qua mau, em xin thôi nhắc lại. Em ngu khờ vụng dại, anh mơ mộng viễn vông. Đời sống nghiệt ngã không, cho chúng mình ấm mộng. Thì thôi xin gửi sóng, đưa tình về cuối sông. Thì thôi xin gửi sóng, đưa tình về với mộng. Đưa tình vào cõi không. Dạ em xin hết ạ. Hai chàng trai của tôi cảm nhận như thế nào về món quà của An? Nói chung là rất hay và rất sâu sắc vậy. Đó, trong đây là những câu từ trong một cái bài thơ đó rất là sâu sắc. Thế bây giờ Hòa Đồng thì sao? Đừng có muốn có món quà nào tặng cho chương trình, hay là Đồng muốn nói tình cảm của mình, hay muốn cảm xúc của mình với ai không? Thì mình cứ mạnh dạn lên. Dạ, đến chương trình thì em sẽ gửi cho hai bạn nữ một bài hát nha, một đoạn ha, trong ca khúc là Bản tình ca đầu tiên. Nếu không hay thì các bạn cũng đừng có. Rồi, em cần một bờ vai em, nếu em cần những phút bình yên, anh sẽ đến ngồi kề bên em. Khi em khóc giọt nước mắt chứa trang, dấu phong ba anh sẽ đến với em. Cho dù không làm em cười, anh sẽ đến để được khóc cùng em. Và khi em cười nụ cười long lanh, con tim anh hạnh phúc sang ngời, anh sẽ đến như bao lần để mình cùng tựa vào vai nhau. Dễ thương quá. Sao cơ, sao em? Dạ anh Đồng hát rất là hay à. Thế thì bây giờ các bạn cũng đã cảm nhận được nhau rồi, giao lưu với nhau cho vui rồi. Thì bây giờ là giây phút chúng ta sẽ lắng động lại để đưa ra cái sự quyết định của mình. Nếu mình có rung động và mình thích được kết nối với bạn nào thì mình hãy đưa cái trái tim cùng màu của cái người bạn đó lên. Nếu chúng ta chưa cảm thấy rung động và chưa muốn kết nối với ai hết thì chúng ta có quyền đưa cái biểu tượng mặt cười lên. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với khoảnh khắc quyết định. 5, 4, 3, 2 và 1. Buổi ăn đầu tiên, ví dụ lần gặp đầu tiên á, thì con trai lúc nào cũng phải ga lăng á chứ. Thì em thấy hồi đó giờ em tại chị không đó. Em sẽ làm cho cô ấy có bầu luôn rồi. Em nghĩ cái đó là một bản lĩnh của người đàn ông thôi. Mà phải quyết là phải làm cho được. Mà làm cho được là phải có trách nhiệm. Nếu mà như thế thì em không có làm được như thế ạ. Mình phải thuyết phục làm sao để cho ba mẹ mình tin tưởng mình khi mình đã quen xác định yêu xa là như vậy chị. Nếu bạn định nghĩa bản thân và trong bước vào tình yêu như vậy á thì cẩn thận ha, coi chừng đánh mất chính bản thân mình á. Cứ lại chính mình thì người nào yêu bạn sẽ yêu cái con người của bạn. Xin mời.
Ủa, An đưa cái gì vậy? Em đưa mặt cười. Trời, cái mặt cười sao có hình trái tim? Dạ. Trời đất ơi là trời. Hai chàng trai của chúng tôi thì đều đưa hai trái tim màu xanh. Nhưng mà cô gái ở ô cửa màu xanh đó là cô gái tên An thì lại đưa cái mặt cười. Mặt cười có nghĩa là cô ấy chưa muốn chọn ai hết. Thương thì lại đưa cái trái tim màu xanh. Rồi như vậy là bốn người trái ngoe trái ngoẩy luôn. Thế bây giờ tôi phải hỏi cô An, tại sao hai chàng trai của tôi mà cô không chọn chàng nào? Dạ tại vì bạn Hà nhỏ hơn em 2 tuổi và em thấy trong suy nghĩ của bạn thì vẫn chưa thể là một người có thể đi đồng hành cùng với em lâu dài được. Mình không có chê gì Hà hết nha. Hà rất là thật thà, đó là một đức tính rất là đáng quý. Mình xem Hà từ đầu chương trình rồi mình thấy Hà rất là thật thà, thẳng thắn với suy nghĩ của Hà. Còn đối với anh Đồng thì em không có sự kết nối nhiều lắm. Với lại một phần chắc là do cái, em nghĩ là do cái công việc của em và cái khoảng cách nó sẽ ảnh hưởng về tình cảm. Tại vì em đi làm rất là nhiều, em đi làm cả tuần luôn, thì rất khó để dành thời gian cho nhau. Trong khi đó em cảm nhận ở anh Đồng là một người rất gia đình. Đó là cái điều mà em cảm nhận, cho nên em nghĩ là em chưa thể đưa ra cái, em sẽ không có lượng cảm thấy là có tình cảm với sâu sắc trong cái gặp đầu tiên này với cả hai, nên em nghĩ là em nên đưa cái mặt cười này. Rồi, dạ. Cảm ơn chia sẻ của An nha. Thế còn Đồng thì sao? Hiện tại thì em có cảm xúc như thế nào? Em cũng tôn trọng ý kiến của tất cả các bạn thôi. Tại vì mỗi một người sẽ có suy nghĩ khác nhau. Chúc cho các bạn là ví dụ như mình không kết nối được trong chương trình này thì sau này hoặc là tương lai thì mình cũng sẽ có được những người là phù hợp hơn cho đối với mình. Có thể là bạn bè có thể gặp nhau, biết đâu lúc đó là nảy sinh một tình cảm chứ. Đúng rồi, ok, cảm ơn anh Đồng nha. Thế còn Thà, em có suy nghĩ gì không? Có buồn không? Dạ không, em thấy bạn ấy nói cũng đúng đó thôi. Nhưng mà tại là do cái tánh của em nhìn nó hoài á, kiểu như là thấy nó con nít á. Nhưng mà em thuộc về nguy hiểm lắm. Nhưng mà em thuộc về nguy hiểm lắm. Không có đơn giản như vậy nhìn hình thức mà bắt thành dông được. Ta còn Thương, một cô gái rất là dễ thương ngày hôm nay, cái tà áo dài rất là đẹp ha. Cảm xúc của Thương hiện tại như thế nào Thương? Dạ em cũng rất là bình thường chị, cũng rất là vui vì khi được tham gia chương trình này. Có nghĩa là em cũng được gặp được hai bạn trai và gặp được bạn nữ, rất là vui, em cảm thấy rất là vui ạ. Cảm ơn các em nha. Thì thôi bây giờ chị Tường cũng thay mặt chương trình cảm ơn các em rất là nhiều đã tin tưởng chị Tường nè, tin tưởng chương trình Ghép Đôi Thần Tốc nè, đã đăng ký với chương trình. Đặc biệt là trong mùa dịch này thì chị Tường chúc cho các em nè và gia đình của mình cũng vậy luôn được nhiều sức khỏe nhé, và chúng ta sẽ nhanh chóng vượt qua đại dịch để tiếp tục cái công việc của mình, phát triển tương lai, phát triển sự nghiệp và tìm được một tình yêu thật sự của bản thân mình. Cảm ơn các em rất nhiều đã tham gia chương trình nha. Và các bạn ơi, mặc dù hôm nay á mình không có tìm được một nửa yêu thương, nhưng mà chương trình sẽ có một phần quà rất đặc biệt dành tặng cho các em đến từ bột giặt Troy 2-in-1, giặt và xả tất cả trong một nha. Đối với các bạn tham gia chương trình, dù là các bạn không thành công, không chọn được một nửa yêu thương thì vẫn nhận được 1 năm sử dụng bột giặt Troy miễn phí. Cảm ơn bột giặt Troy 2-in-1, giặt và xả tất cả trong một đã tài trợ chính cho chương trình. Và bây giờ thì các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Cũng cảm ơn quý vị khán giả đã luôn luôn theo dõi và đồng hành cùng với chương trình nhé. Đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Hãy tải ngay ứng dụng Netlove để được theo dõi chương trình quý vị nhé. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.